Nhưng mà được có một cái đệ tử này tuy là 87 78 tuổi không, nhưng mà đầu óc vẫn còn minh mẫn nghe mấy con. Cái đó mới là đáng quý á. Tại vì khi mình giữ được cái tinh thần mình minh mẫn á, mình đi về trời dễ lắm. Chứ lúc mà vô bệnh viện nó cắm ống rồi vô, mình đau đớn, mình khó chịu lắm. Mà bây giờ biết tới đây, biết cha, biết mẹ, biết thiên tâm, rồi hôm nay được thọ ký nữa, rồi có con nữa là có đại phước. Chỉ có một cái mất phước là gì đúng không? Có tiền nhiều quá. Cả tuổi này chỉ cần tháng cái bao thơ là vui rồi, là đầy đủ mọi thứ, không có gì càng tốt để mình thử lòng con cháu mình nó có thương mình không. Khi mà cả tuổi này mà cầm tiền á, rất là bất hạnh. Mình nói thật á, là tại vì mình không biết đứa con nào thương mình. Còn mà nó chở mình đi ăn, mình cũng để cái dấu hỏi, không biết mà chở đi ăn với 250 ngàn của tao à, chở gì. Còn thà không có tiền mà nó sốt sắng với mình, nó quà cáp, rồi nó chở mình đi đây đi đó mới là đáng cái tuổi già. Cho nên thường thường mấy con mà canh gần hết tuổi già cứ lấy tiền làm từ thiện hết, để thử lòng con cháu của mình không. Nhiều khi vợ chở đi ăn á, cũng vì nghi ngờ đó, ăn mày tao ăn có ối ra không không à. Có nguy hiểm quá mà. Từ thiện phải biết làm kìa, không biết làm mệt. Mà khổ ăn cái yên tâm mình không có nhận tiền từ thiện, ai muốn làm tự làm. Ok, muốn bây giờ mà để lại lưu truyền đó, làm một cái dấu này nè, rồi cái tâm bồ đề kiên có, lấy 250 nghìn á đi mua một cục chừng 10 carat, áo đeo mỗi ngày, vừa nhìn cụ ô tròn mà vừa có dấu thiên tâm, để lại cái là không đứa nào dám bán hết, là chắc ăn. À, cứ chơi vậy nè. Đây là chứ giờ sao giờ? Chứ là đeo thì không dám đeo. Sợ bị cướp hả? Mà cái dấu này á là của phụ nữ đeo nè, ở Việt Nam nó làm cũng hay nha. Năm dấu thiên tâm là tượng trưng cho năm cái lục địa của quả địa cầu. Mấy vị xưa nói á, cái này cũng là một cái hình thức thiên tâm đó. Mà này là châu Mỹ, châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc, thì nó chụm lại năm cái dấu thiên tâm thành cái bông này là giống như bông sen, thì cũng giống bông sen nhỏ, rất là đẹp. Đó. Rồi xong cái này của ai đem xuống. Rồi microphone với ai có muốn hỏi gì cứ hỏi. Hàng chi thấy bữa lát này Tết tặng quà cho thiên tâm quá trời, kẹo bánh rồi mấy hộp rồi luôn. Bữa nay khai thiệt ha, có tiền ha, mà mốt đè hỏi từ đứa có nhiều. Nhờ gì nó mới lòi ra đứa con nuôi dễ thương nè, ở đây tử dễ thương lắm á, không đâu phải dễ kiếm đứa con nuôi đâu. Con nuôi tức là sao phải không, để cho giải thích. Họ thiên của mình có mấy chục triệu người thế giới, trong đó có những tuổi như 70 mấy, rồi Bác Ngư cũng sắp đi nữa phải không, rồi dưới có Thiên Lan, rồi không lấy Lan nha hả, Lan đây. Rồi có 7 ngồi tướng sao không? Thì những họ thiên khi chết á thì về trời đúng không, về trời thì thành gì đúng không, thành chư thiên. Cái mà là mấy cái họ thiên mà còn trẻ này á, thì mà mình vô hội trường mình sám hối giống như bữa hổm nữa, thì những chư thiên già này nè xuống độ lại, có nghĩa là họ thiên sẽ thành chư thiên.
chư thiên sẽ trở xuống, nhưng mà trở không có cái xác phàm nữa. Độ lại cho những hôm nay là tỷ muội của mình thì cứ thế mà cứ lên xuống, kéo tới kéo lui kéo qua lên vậy đó. Tại khi mình đi lên chảnh á, mình ở nếu mà có phước cao á thì sống được nhiều nghìn năm chảnh, nếu không sẽ có ngày mình lọt trở lại. Thì cứ lên xuống già trẻ, trẻ già, cứ đảo lộn tới đảo lộn lui. Thì cho nên ai mà muốn đứa đệ tử này cũng khôn á, tại biết này sẽ đi ra trước cho nên nhận làm má nuôi. Tại vì má nuôi sống muộn cũng sẽ dẫn con đi về chơi về chảnh, tại sẽ đi trước. Tại vì mình sẽ là chư thiên mà, đúng không? Chắc luôn á. Xã hả? À? Bữa ông sống không có gặp gì không? Không. À không, tại ông không có phước. Ông theo củ quyền hay gì là không biết. Cái nào gặp chị á thì ở một đời này á, mà gặp được cái này á, gặp được thằng này á khác. Để có mấy chị vậy đây ghi danh. Còn mà không gặp được thì mình là chuyện khác. Cái đó phải về hỏi lại. Tại vì thường á tuổi già là hết nhiệm kỳ là đi thôi à. Một là đi đầu thai, hay là về trời. Còn muốn chắc ăn về trời á là ở thế gian á thì phải nhận làm đệ tử. Người thí dụ như có phước thì không cần nha, không cần nhận đệ tử cũng tự động về trời. Bên Phật giáo hay bên Hồi giáo hay Công giáo họ cũng thế. Ý kia muốn nói là những người mà thiếu phước mà được kiệt nhận kìa mới về trời á, mới là khó, là ý kiến nói là đó. Chứ còn có phước là đạo nào cũng về trời chứ á. Nhưng mà có những người không đủ á, mà cái này giống như mình là thêm hai cái thu bồi á, hai cái ống mà quả tiễn ra để lên bắn cái xu về luôn hả? Mà lúc trước giờ có bao giờ gặp được kiệt chưa? Chưa bao giờ hả? Mà ông chết là năm nào? Trước COVID không? 7-8 năm. Ồ, 7-8 năm rồi hả? Ồ, lâu rồi. Mà từ lúc ông chết giờ có nhớ ông không? Không bao giờ thấy nha, chim bao. Chắc đi rồi, còn có buồn không? Không, cũng buồn như vậy đó. 7-8 năm xong tái giá đi. Cỡ ra cũng được chứ bộ. Mà ông ăn già ổn hỉ. Hả? Giờ bằng đêm sai đi lấy nước rồi cũng được. Lấy nước hay là mình phải đi lấy nước cho thôi. Để lấy đọc mình mẫn không? À, hiểu hết rồi. À, cũng mừng cho tử này á, hôm nay có đứa con nuôi cũng được đi về á. Chỉ buồn mong cái là có nhiều tiền quá. Ok, gọi dưới có ai nữa không? Đưa microphone cho. Rồi, rồi. Sao? Hồi nãy sư phụ có chỉ cái cách mà để khấn cho thêm tuổi thọ đó. À. Thì sư tử có thấy là cái câu chuyện của Khổng Minh Gia Cát Lượng ngày xưa cũng gần giống như vậy. Là Khổng Minh thì phò Lưu Bị thì có biết cái tuổi cái hạn của mình đã đến rồi, cho nên là mới bày ra một cái phương thức để khấn xin thêm tuổi thọ là một giáp 12 năm. Thì Khổng Minh ông ấy đốt 12 cây đèn trên cây, và ông có dặn cái bộ hạ thân tín nhất của ông là một tướng là không được để bất cứ cây đèn cầy này tắt. Nếu mà tắt đó, thì cái lời khấn của ông sẽ không được toàn nguyện. Thì ông lên giường ông nằm để ông ấy làm cái phép của ông. Đó là Khổng Minh Gia Cát Lượng đó.
thì bất ngờ trong một phút tình cờ, ông ấy nói là chỉ trong vòng 24 tiếng hay sao á, lâu qua cái câu chuyện này không nhớ rõ nữa, là không được tắt một cây đèn cầy nào, không được để một cây đèn cầy nào tắt. Thì bất ngờ đến gần cái phút cuối rồi, thì có một người lính bất thình lình mở cửa. Nguyễn Duyên à? Nguyễn Duyên à? Đó, là tướng Nguyễn Duyên phải không? Dạ. Dạ, ông tướng Nguyễn Duyên là người trông coi cái trách nhiệm giữ cái đèn cầy đó. Thì bất ngờ có một người lính, nó có cái tin khẩn báo, nó tung cửa nó vào, thì gió làm tắt một cái cây đèn cầy. Thì tướng Nguyễn Duyên rút ra là tính chém đầu ngay cái tên lính này. Nhưng mà Khổng Minh thức ngay là và can, không được, cái lời cầu của tôi không sao. Thì xin hỏi sư phụ cái phương thức mà cầu thêm tuổi thọ như Khổng Minh Gia Cát Lượng với sư phụ có khác nhau như thế nào? Ok, thì cũng như cái phương cũng y chang vậy, nhưng mà cái cách kia thì thấy ông làm đàn cày tùm lum, tại xưa ông làm dưới đất có gớt hai ba cái đàn cày có phim đó, thì trái cũng đâu trái gì trái cái liệu. Còn này nguyên cái nhà của mình, nguyên cái phong manh, nguyên cái pháp manh đã đó. Cho nên mình phải gọi là mình phải chế tinh vi hơn chút, không để hao nước. Rồi một cái thôi, một cái đàn cày nhỏ nhỏ le le vậy đó, xếp tì, để thêm cái bình xịt cái bên. Tới giờ thời đại văn minh nó khác. Thì mục đích là gì? Bây giờ nếu mà mình không có apply một thí dụ người bên Việt Nam nha, không có xin một cái visa qua Mỹ, biết là Mỹ đâu có giấy tờ đâu mà nó approve cái passport, cái visa qua Mỹ đúng không? Mình không xin vô quốc tịch Mỹ, mãi mãi mình không quốc tịch Mỹ đúng không? Còn giờ mình xin visa họ, mình do something, mình làm gì là cái cơ hội mình 80%. Còn cái chuyện mà đúng hay không á, everything tiên tri xin tuổi họ cái này kia đều là 80% hết. Thật sự là vậy, cả mà bữa hẩm tiễn là quá trời nít gửi ghẻo anh tay, hồi nhỏ con lỡ dạy, hồi lúc con lấy chồng, con không muốn chồng con biết, con lỡ ngu, trời ơi nghe nó một đống đệ tử nó tả quá trời luôn, tối thì nó nằm mơ thấy một đống đứa nít luôn. Thôi thôi mày cho mà lên school bus đi hết rồi. Thì ý mình muốn nói chỗ này á, không phải ai cũng có cái thần lực 100%. Thầy nào mà nói xin cái là được 100%, không có đúng. Cả đệ tử ngồi đây Kiệt nhìn thấy với cái nhân hậu như vậy, một mình bảo cũng lên trời, nó không có cần Kiệt, không có cần một cái lực nào hết. Một người mà sống ngày hôm nay như vậy, mà biết như vậy là đó là cha đã thương rồi, mẹ đã thương rồi. Thì 80%. Còn Khổng Minh thời xưa đó là lúc đó là không phải là do Khổng Minh mà lo Lưu Bị là nhà gì ta, nhà Thục phải không, nhà Thục hết thời. Ok, nhà Hán nhưng mà ta ăn quốc chí đúng không, với nhà Thục Ngụy, Lục Ngụy với thằng kia là thằng gì ta? Với ba nước là thì lúc đó nước Thục tức là hậu nhà Hán. Thì mình đang nói nước Thục là Lưu Bị làm vua nước Thục. Lưu Bị là con cháu nhà Hán đúng không? Cũng là. Đừng nói nhiều, nói mình cái ngã. Thật sự đến lúc này cái gì đó nữa là ngã. Chuyện này thật sự không biết cái ngã là gì. Nhiều lúc mình nói những cái tiền kiếp á, nó nhiều quá, người ta ở ngoài trên mạng tôi nói mình ngã. Cái thời không có cái ngã, thiệt là thiệt. Con cái hiểu chưa tới thì mới nghĩ là ngã. Chứ bây giờ á, cái ngã nhiều lúc á, mà người ta, cái ngã là do cái người nói trên mạng, ô anh Kiệt anh nói như vậy à, anh còn ngã đó, cái người nói mình mới là ngã đó. Mình là 1,000,000% là thiệt, còn gì để ngã nữa. Mà nếu mà không nói thiệt làm sao độ những người cái căn cơ thấp,
cái quan trọng á là mình phải nói thật để cho người ta có cái sự tính toán. Còn cái người mà không tin là họ có cái ngã rồi. Vì chứ tại sao giờ ông Lý Hồng Chiêm chi dạ cho dẻo dai dẻo gân dẻo cốt, nhưng cả thế giới đang trăm triệu đệ tử ổng, nó có ban bệ rồi có công ty tiền bạc, nó nói ổng là Phật Di Lặc, giờ ai cũng tin, nó lên đài, nó có đài TV rồi riêng đó, người ta cũng tin gì Phật. Cái đó đâu có gọi là Phật, cái đó gọi là giảng gân giảng cốt. Nhưng mà có ai dám nói là mấy người đệ tử ổng nói vậy là ngã không? Phải coi lại nha quý vị, chị không có ngã nữa. Thật là thật, 80% thôi, còn 20% là cái phước cá nhân đó. Nhưng có một lần bị ông Lan Châu, Châu Lan gì á, dũa cho một chập, cái buồn quá cái sư phụ, giờ con nói làm sao, giờ ông con làm cho con lên đài tuân lĩnh sư phụ với cha mẹ, nói để mà loan truyền cái tốt của sư phụ ra tới ngoài Bắc, tới thế giới, làm cho hòa hảo thêm sáng lạng, mà sao lại có ông đệ tử gọi là đệ tử cao đồ yêu thành trung thành với sư phụ quá mà ổng lại lên ổng nói ngược lại, làm cho nhiều người có thể là lung lay lòng tin rồi tạo nghiệp. Cái đó còn cái gì đó, cái đó cũng là thử thách con của họ Thiên đó, và thử thách mọi người, cũng thử thách Kiệt luôn. Còn ổng thì khỏi nói rồi, nghiệp á. Cái vụ nói là cái xuân hạ tác quần thư đó, ta tuân lệnh thượng đế xuống trần giao giảng thâm cơ lập lệ hội Long Hoa thượng quân, con giải thích cho họ nghe đi, tên của con đó. Chứ giờ ngày xưa bên Hòa Hảo đâu có ai biết có người tên Kiệt ở đâu mà hồi quý. Bây giờ về cộng nó sợ Kiệt trở về nước xuống bây giờ ta nhất, nó nói là Tướng Kiệt, Hùng Kiệt, Hào Kiệt, cũng kinh cũ từ xưa tới thời nay, và bao nhiêu những người có điển và cả đức thầy cũng đang còn sống nha. Ngài đọc lại cái thơ của ngài, ngài chữ Kiệt chứ đâu phải là anh Hùng Hào Kiệt đâu, mà bây giờ ở ngoài mặt đời nó muốn lái kiểu nào nó lái, nhưng mà người yếu căn cơ làm sao ta biết cái gì thật cái gì giả, đúng không? Phải không Cao Đồ? Nhưng mà Cao Đồ là người đọc cuốn sách cũ, có những cuốn sách cũ mềm cũng là chữ Kiệt, chữ Kiệt có chữ K viết qua đàng hoàng. Tên mà đâu phải là anh Hùng Hào Kiệt. Chớ nóng nảy sân si hư việt, phải để thời thằng Kiệt nó hồi quy. Nhưng mà mình có hồi quy không mình biết, mình chỉ là biết được Kiệt lập cái đạo thiên tâm, không phải là Kiệt lập. Mẹ với cha là người lập, đức thầy với đức thì có tổng cộng 6 sư phụ. Hiện nói lại nha, trên trời có Phật Di Lặc, có Phật Thích Ca, ở dưới thế gian này á thì có ngài Hòa Thượng Mấy Công, ổng cũng đang ở với mình dưới thế gian nhưng mà không có thân người nha. Thì Kiệt tính là ngài ở thế gian, ngài cũng về trời nữa. Có một lần Kiệt thỉnh sư phụ, nhớ ổng là lòng nhớ, sư phụ đang giảng pháp, sư phụ giảng ở đâu? Ở tầng trời số 18, ở trên trời, mấy vị cũng giảng pháp trên trời, chút ta xuống ta gặp con sao, tức là có cái đó nữa, không phải là mấy vị rảnh đâu mà bay lên bay xuống trên trời chư thiên cũng cần nghe giảng pháp. Rồi có tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, còn nước Việt mình có một vị Phật, đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cũng là sư phụ của Kiệt. Nhưng mà người mà dạy dỗ Kiệt nhiều nhất đó là Đức Quỳnh Phú Sổ, Kim Sư Phật Đại Ca Diếp, là người dạy Kiệt từ đầu tới cuối về đạo đức. Sư Kiệt đâu không biết sấm cơ, chẳng biết gì hết. Ngài mới kêu Kiệt đọc, đọc kinh này, đọc kinh kia, con phải đọc Hoa Nghiêm nha, con phải đọc kinh Địa Tạng nha. Là Đức Thầy kêu á, để sau này con biết căn bản để con ra nói chuyện thì biết thôi, là mấy cái đó là Đức Thầy kêu. Rồi về bên chính trị mà biết về
Làm sao biết chung cộng cái thế giới vô thần nó sụp đổ năm 79, năm 80? Đó là ngày trận đạo về hồng thiên trong nước Việt cả ngàn vị luôn á, ngày Nguyễn Minh Trực nữa, lên Việt nữa. Rồi dưới có tất cả nhiều vị vua lắm, rồi có vua Quang Trung. Thì một bên thì đạo đức, một bên thì là chính trị. Đó thì hôm nay cảm ơn các chị vị dạy con. Cái này có nhiều người hỏi dạy một kiểu nào vậy? FaceTime hay Zoom? Hay dạy kiểu nào? Nói kiểu nào cũng dạy á. À, từ xưa giờ mới gì dạy mà còn cuốn sách dày vậy nè. Những gì mình nói trên mạng hôm nay á chỉ là có vài trang đó quý vị. Còn mình thí dụ như mò Kiệt mà ra sau này đến ngày Kiệt đi về trời á, Kiệt sẽ cho cuốn sách này lưu truyền nhân loại, người ta mới quản hồn. Mấy cái gì như mình á, nói qua nói lại thì một nói qua nói lại á, thì nó nhiều chữ lắm. Nhưng mà một lời của chư Phật nói là bằng 100 ý nghĩa của người thế gian nha. Kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên. Ha, mình nói câu của mẹ cho bài kính thiên đây. Thay vì người đời không có đọc kỹ, con kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi nhớ lấy những lời mẹ khuyên. Chữ nhớ với chữ lấy, mình mà viết sai mới vậy là ta nói nhớ rồi nói chữ lấy, mà lấy đó là phải làm, nhớ là chỉ nhớ là không chịu làm, đúng không? Là khác nhau á. Thường thường á là rất là danh từ cao siêu không à. Kiệt này học lớp 4 là khi mà cộng sản vô năm 75 làm ruộng đâu có được đi học đâu, làm sao biết làm thơ thì không mà biết được. Ông mày quốc tế, ông mày từ trại tị nạn Thái Lan thì qua tới ông mày Nguyễn Dùng San Jose này xuống Nam Cali ngủ công viên One Mile Square Park nữa, ông mày khắp luôn. Nhưng mà nhà nghèo như vậy tự lập á, mình mới thương tất cả mọi người, rồi mình mới không còn gọi là cái tự ái cao nữa, tại mình sống ở tận cùng cái xã hội rồi. Ngày xưa cái chợ ngang đây hiện giờ nó kêu là gì? Ngang Shangri-La Lion hả? Original năm 1979-80. Nếu ai ở đây lâu sẽ biết đó là một cái chợ fine. Cái chữ fine giống như fine electronic vậy, nhưng mà nó là supermarket. Cái này ít ai nhớ lắm, tại vì ở đây Kiệt biết ngay cái góc đường chỗ mà chợ này á, nó là cây xăng Chevron. Thì học ở đây nè, mỗi chiều á 2:45 lúc đó chưa có chấp bán cây xăng, phải đứng trước cửa chợ. Lúc xưa người Mỹ ở đây không mà, ngay chỗ mình ngồi ở đây á là như một cái hãng HP á, rồi kế bên chỗ Walmart là một cái vườn rau trồng bông mà có nhà. Thì giờ mình thấy là building nó không, ngay chỗ mình ngồi á là một cái công ty điện tử. Còn cái Grand Central Mall nó là Fire Club, Costco, sau này đổi Costco Fire Club. Thì mình đang nói cái chợ đó, chợ Fire đó. Mỗi buổi chiều là Kiệt đứng ở đó, đứng cho tới 6-7 giờ chiều, quẹt về cũng được 3 đồng đồ á. À, ngày làm được 3 đồng. Tức là mình hồi xưa ta đâu có xài credit card đâu, tiền mặt không. Thì mấy bà Mỹ á, với mấy ông già Mỹ mà đi chợ á, là mấy bà như kiểu này nè, mình nói mà để xe là chậm chậm mà ấy rồi xong tháo lên, vừa mới thấy cái cửa là mình chạy tới giúp bà bỏ khóa rồi không, cái mình đẩy vô cái chiếc xe cho bà, cái mình đứng mình chờ bà đi ra, bà mở cái cốp xe bỏ mấy cái bịch đoàn của bà vô là bà có tiền lẻ như bà cho. Vậy á cũng được mấy đồng ngày, cũng sống qua ngày. Chứ còn cái tiền lãnh qua phê đó là lãnh hồi xưa như một tháng có 200+ đồng với tiền food stamp, mà chị không bao giờ thấy được cái đồng tiền đó, phải đi qua tên một cái người sponsor. Nhưng mà sống thì sống một mình ở cái phần manh ở trong hiện giờ cái khu McLaughlin nè, story á, ở sau đó cái khu Mobile Home á là cái khu người Mỹ không, mà bây giờ Việt Nam trong đó thì bỏ báo trong đó.
Kế bên cái bức tường đó là Monty Open Monty á, là ở khu Senti á, mà ở đây là nổi tiếng nhất là người Việt Nam nghèo ở trong đó, khu housing á. Thì đó thì ở trong đó, ở năm 79-80 tới hết high school á, thì bắt đầu mới về Nam Cali. Thì trong khu nghèo đó, mở khu đó là nó tạo ra những nhân tài là gì không? Chợ Hoa Phát là cũng từ khu đó. Tất cả chợ Thái Bình Dương, chợ Hồng Kông, tức nghĩa là người chủ chợ hồi xưa mới ở Mỹ ở trong khu đó hết. Thì họ thành công là nhờ ở tiết kiệm á, housing của chính phủ. Mà mấy thằng mẻ là me chơ, mình phải hối lộ nó mấy nghìn đô mình mới được một cái unit. Chứ không thôi mình không cho nó tiền á, mình sắp hàng á là 3 năm nó còn chưa cho mình một cái apartment nữa. Thì ở trong đó mỗi một cuối tuần á, mà chính phủ á, nó cho phát hamburger free á, sáng thứ bảy là được ăn free. Tức là khu nhà nghèo. Rồi nó đào tạo nhân tài dữ gì biết không? Dân chơi hứa thiệt vùng này. Cái băng Cholo là cái băng mễ mà khét tiếng nhất của Bắc Cali á, giết người quýnh tay là cũng ở trong khu đó. Nhưng còn những cái băng đảng mà khét tiếng nhất của Việt Nam mà thời xưa đó cũng ở trong khu đó. Giữa mễ Việt Nam quýnh nhau quá trời luôn á. Hãy mà mễ mà thấy Việt Nam mình là nó đè nó quýnh. Con gái mà nhỏ nhỏ mà đi học về mà không có mấy thằng đàn ông boy mà đi chung á là thôi, bị nó quýnh bợp tai thì nó làm đủ chuyện hết. Thì thời đó Kiệt lập ra một cái đội băng gọi là Vietnamese Boys, mang cờ vàng ba sạch đỏ, kêu hết mấy thằng bạn học tụi mày đá banh không đá banh gì á, làm đội đá banh mang như vậy đó, thì đi để bảo vệ mấy đứa gái thôi, tại thấy nó bị mẻ hiếp nhiều quá chịu không có nổi. Rồi có một lần á, Kiệt bị lúc đó nó biết mình đúng không, cái lúc đó đang đi ba te mà mười mấy tuổi rồi thích đi chạy ba te lắm. Kiệt đi ba te hay lắm quý vị, là ba te loại bốn bánh á, hồi xưa nó có nhiều cái ba te. Cái đi dùng quán băng mấy thằng mẻ nó nhớ mặt mình, trời nó dí nó quýnh và ba te ra chạy kịp rồi xong chịu chẳng, nó đá vào mặt bum 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 là máu chảy sạch sạch. Cái là bò không à, tại ba te nó trơn mình đâu có chạy được, gõ cửa mấy cửa gõ từ nhà mà gõ hai ba nhà, có một nhà bà Việt Nam mở cho mình vô đóng lại là máu đầy hết. Là đó năm mấy ta, năm 80 á, 1051 hình. Sau này á, đến lúc mà cái câu chuyện mình có kể 513 câu á, lúc mà mẹ với mấy vị trên á mà giống như tại cái đầu cái hướng trần á phải che lại, che cái ống lại. Giờ cái ống nó ra sáng phải không, thì giống như wifi mở ra vậy đó. Còn hồi xưa phải che lại để mà lẫn lộn trong loài người, để mà cho thiên ma ma quỷ và đồng thời cũng thử cái tâm của mình. Thì đến ngày mà trên mở cái ống ra đó là biết mình là đặc biệt á, loại mà loại con lai lai bề trên đúng không. Thì lúc đó mình không tin cái nó là mấy gì mới kể có con cái đó. Hồi đó con bị mấy người ta quýnh á là xém chết. Mẹ phụng mẫu á lấy cái áo khoác của mẹ quấn cái thân để cho đừng có chết. Thì mình nhớ là có nhiều chuyện á, mấy gì kể từ lúc vượt biên con bị như vậy. Thì từ từ á, ủa sao nói gì cũng trúng hay quá không? Kể dài tới mấy chục năm luôn. Thì từ đó mình mới hiểu à, thì ra mình không phải ở cái thế giới này, mình ở thế giới xa xôi cách đây hàng mấy nghìn tỷ năm ánh sáng là lặn hụp xuống đây chịu khổ chung với 8 tỷ người. Rồi giờ chịu khổ chung với 100 triệu người, 100 triệu người ly lợm nữa. Thí dụ như người Mỹ, mình nên nhớ là thí dụ như người Mỹ mà nó có một người Thiên Tướng Kiệt, con của Thượng Đế xuống mà tóc vàng, mắt xanh, lên đài nói gì, bảo đảm hôm nay cả nước Mỹ quảng hồn
gần gần lên thì cả thế giới cũng gần gần lên, đúng không? Cái nước Việt mình á, mình nhìn để mình so sánh đi, ca sĩ Việt Nam mình nói ví dụ như chị Khánh Ly bả ca hay vậy á, mà tới già cũng nghèo. Mấy ca sĩ mình già không nghèo, còn mấy ca sĩ Mỹ nó dởm, ca có một bản là tỷ phú. Thì mình thấy ở cái thế gian này có sự dị biệt rất là cao lớn, rất là khác thường. Những cái movie star đó mà nó đóng phim nữa, được có cuộn phim là còn Mỹ nó đóng cuộn lại giàu cả đời luôn á. Ra một bản nó là mấy trăm triệu. Mà nước Mỹ mà, bởi vì ngày xưa ông George Washington á, ổng về ổng nói nước Việt vậy á mà có phước, có ngày đầu thai, có mấy siêu Phật đầu thai, nước Mỹ này không có phước. Cái mình mới tức cười, mình nói tôi đang bán ở nước Mỹ. Nước Mỹ này là hai thách công an việc làm, một năm á, cái vùng này không là mấy trăm tỷ, là bằng nước Việt 10 năm á. Một năm mà dùng Silicon Valley này mà sản xuất một chip á, là bằng nước Việt mười mấy chục năm á. Chuyện thành phố này thôi, đừng nói chi nguyên cả nước Mỹ đó. Ông nói không phải như vậy. Về mặt vô vi á, nước Việt tuy là bị cái nghiệp nghèo, nhưng mà có đại phước. Con có ông trời đầu thai xuống, có Phật đầu thai xuống là Đức Thầy, và có thêm biết bao nhiêu chư thiên, chư thần cũng đầu thai xuống luôn, vô trong nước Việt. Còn nước Mỹ đâu có nhiều người đâu. Mấy ông chỉ là một vị vua mà cha ấn định cho làm vua nước Mỹ thôi. Còn ngoài này mình đâu có. Ngoài này là toàn là khi họ có phước họ giàu. Mà đừng tưởng đi lấy giàu là nó trên trời, nó là con chim. Chim nó ăn hột lúa, rồi nó không có tạo nghiệp nhiều, đầu thai giàu thôi, chả có ý nghĩa gì hết. Cái giàu sang ở thế gian này nó không có một chút ý nghĩa với cõi trời. Cho nên có nhiều lần mình nhìn thấy cái thằng mấy thằng Mỹ làm trong chính quyền ở đây, nó không hiếp Thiên Long Sơn tốn 3-4 triệu tiền luật sư, phải không? Thì cộng lại với một đống đại gia ở đây ăn hiếp mình nữa. Mắt đại gia ở đây hiếp kiệt lắm. Đây là cộng thêm với mấy ông bên Việt Nam nữa. Nói tụi mày á, sống tao không làm gì nhưng mà chết đi tụi mày sẽ biết. Hâm nó vậy á. Nhưng mà bây giờ mình biết tu rồi, phải không? Tuy là mình nói để tao khấn cho mày về trời luôn, chứ giờ tao cũng không có mong về bển đâu, giả mặt mày nữa. Tao chỉ hỏi mày một câu thôi. Thí dụ mình nói à, sau này giống như ở đây nè, có mấy thằng Việt Nam mà nó gọi là ghét kiệt dữ lắm, không dám nói tên. Hỏi sao lúc đó tối ngày mày cứ đi kiếm chuyện đâu hoài vậy? Coi nó trả lời sao. Bảo đảm nó chỉ có lại thôi á, tại nó chỉ là một con ma thôi hả. Còn khi cái tướng tên nó liệt á, là biết nhiều người, có mấy đứa tử nằm mơ nhìn thấy. Cao 50 feet, mặc áo lông bào, tướng rất là oai phong. Còn có những người á, bình thường á, là hai chân đi trên hai con rồng, để mà ban đêm đi chiến đấu với thiên ma đó, là ban ngày thì ngồi đây nói chuyện nhiều cái gì, chứ ban đêm về ngủ là phải đi chiến đấu á, để mà lo chúng sanh ở bên cõi vô vi á. Chứ không phải là mình làm là một chớp đâu, rất là nhiều chớp, đội rất là nhiều nón luôn. Có những lúc mà thiên tai địa chấn, mấy chư Phật phải đi cứu. Cái đang đi dọc đường vậy đó, cái kiếm chỗ nào tắp tắp vô thích thiếp nghĩa là đi à. Giúp có những lúc mẹ Phật Bảo Nam hay là mấy vị thần mà nước Việt đang có chuyện á, là mình cứ bay về vậy đó. Nãy giờ mình nói chuyện trên trời hết ta. Hả? Không có hiểu không? Chuyện trên trời á, à, có một cái á, mấy vị xuống á, vô sắc phàm rồi á, không có nhớ nhiều. Tại nhớ nhiều á, mình không có làm việc được ở đời. Còn khi nào á, muốn nhớ thì phải xin. Này 78 tuổi hồi trẻ chắc đẹp gái lắm à. Trời ơi, răng cũng màu răng thiệt nữa kìa. Đó, cười 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 cười
Cả này không biết ăn đẹp dễ sợ kìa. Ơi, má của con nghe mà đẹp lão quá à ta. Thấy không? Má Liên này á là bằng tuổi với mẹ ruột của con luôn á. Ồ, trùng hợp quá, hay quá. Ôi trời, coi thử. Quá trời luôn, giống như cái gì ta, tài tử gì á, không lắm như nhỏ vậy ta, là cái gì Thanh Hà vậy đó, Lâm Thanh Hà, đẹp gái quá ta. Ông chú thích coi Việt Nam mà nhỏ gì nó đóng nghèo bán sách đó, nhỏ tên gì? À đúng rồi, Tăng Thanh Hà. Không biết giờ nó đâu rồi ta. Nó đóng phim coi hay đó. Tại nó này giống chắc xưa đóng phim không? Hồi giờ mình cũng đang đóng phim nè. Đóng phim thiệt á. Mấy mai gọt phong kìa.